Xin chào toàn thể các anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một bộ quần áo đang rất hot trên thị trường quần áo thu đông năm nay. Đó chính là bộ quần áo Ulix No 2016 và đến từ shop quần áo thể thao đẹp.com. Đã mặc là phải đẹp. Anh em có thể thấy là cái bộ sản phẩm này được hoàn thiện rất là tốt này. Đấy, từ khóa áo này được may rất là phẳng, chỉ may không hề thừa một chút nào cả. Đến cổ tay, bên mình làm về cổ tay bằng chun, rất là ôm tay và giữ nhiệt rất tốt. Đấy, đến hai khóa áo hai bên này. Đấy, cực kỳ là thoải mái và an toàn cho anh em nào mang theo ví và điện thoại ra đường. Về quần nhá, thì bên mình thiết kế theo dạng cà chun, mặc rất là thoải mái các bạn nhé. Đấy, và ống này, ống thiết kế theo dạng ống côn, mặc cực kỳ thể thao luôn. Hiện tại thì bên mình đang có 3 màu sắc cho các bạn thoải mái lựa chọn nhá. Ngoài cái màu xám mà mình đang mặc này thì còn có màu trắng này và màu đen này. Để đặt hàng cái bộ sản phẩm này thì các bạn chỉ cần để lại số điện thoại dưới video này và bên mình sẽ gọi điện trực tiếp đến để tư vấn và giao hàng cho các bạn. Đặt hàng chưa bao giờ đơn giản như thế. Khi mua hàng của bên mình thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và dịch vụ. Các bạn có thể kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán và đổi trả nếu mà chưa ưng ý. Để đặt hàng sản phẩm này, các bạn chỉ cần để lại số điện thoại dưới video này và bên mình sẽ gọi điện trực tiếp đến để tư vấn và giao hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.